bán bao nhiêu? Vâng, âm thanh Lê Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê nhạc bán trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay trong clip của ngày 25 tháng 2 năm 2020, hiện tại thời điểm này cửa hàng 2335 chào đón, đây anh có biết không? 2335 đang được chào đón hai đoàn khách đến với cửa hàng trong clip của ngày hôm nay. Một đoàn khách hàng đến từ Hải Phòng thì anh Quân, anh cũng đã lựa chọn được một chiếc âm ni Sansui 707 NS Cha, và sản phẩm thứ hai là một chiếc vang 5G. Và đoàn khách thứ hai đến từ Việt Trì, Phú Thọ thì bác xin được giấu hình và giấu tên. Bác lựa chọn một cặp loa Bose 701 hai lỗ thông hơi có gam màu đen. Vâng, sản phẩm này thì khi về với cửa hàng cũng được đăng lên kênh của mình rồi. Khi những vị khách hàng về trực tiếp cửa hàng lựa chọn và mua sắm các thiết bị bên cửa hàng cung cấp, cửa hàng xin làm một clip ngắn như vậy thông báo trên kênh của mình cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh được biết, để những vị khách hàng trên mọi miền Tổ quốc theo dõi kênh được biết những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp ra thị trường. Cũng được rất nhiều anh em và những người chơi audio có chung một niềm đam mê âm nhạc, yêu thích những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp. Vâng, đây là anh khách đến từ Hải Phòng, anh lựa chọn được hai sản phẩm. Và vị khách hàng đến từ Việt Trì, Phú Thọ, bác xin được giấu hình và giấu tên. Vâng, sản phẩm thì đã được đóng gói cho bác đây. Vâng, một chiếc âm ni Sansui 707 LS Cha mặt gương hồi gỗ. Chiếc này thì có công suất là 330W. Và anh có lựa chọn thêm một chiếc vang 5G. Chiếc vang 5G thì đang được đình đám trên thị trường. Chất âm thì rất tuyệt vời rồi. Còn đây là một cặp lỗ Bose 701 hai lỗ thông hơi có gam màu đen. Thì bác khách hàng đến từ Việt Trì, Phú Thọ, bác đã lựa chọn. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm, quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Lê Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Lê Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, âm thanh Lê Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, âm thanh Lê Hạnh cũng xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo. Xin thân ái, chào tạm biệt.